Nãy giờ vô nấu ăn cho bệnh viện nhưng mà không có thấy Dũng quý vị khán giả, nên là anh chị em cũng thắc mắc. Giờ đi ra sau cái chỗ mà mình hay đi thăm nuôi nè, thấy nhỏ bị xích ở đây, cái miệng thì bị đớ, giống như cái hôm bữa anh Diệp có quay lần trước đó quý vị khán giả, không có hiểu sao luôn đó. Cái này xíu nữa phải hỏi bên bác sĩ bên bệnh viện thử coi nó có bình thường hay không. Đâu để coi chừng là căng, tại vì căng một đái mình mới thông tiểu được, chứ hai mới thuốc giả. Tại cái thuốc này nó làm co cứng cái cơ tiểu cũng vậy. Thuốc này là hại quá anh. Nó cái cơ nó co dữ. Cái miệng nó đớ dữ à. Rồi, nãy nó đớ nè, tôi dạ. Nãy tôi xuống tôi xử thuốc rồi đang ấy dạ. Đó. Cái đó lúc tôi mà xuống nó thì đó này đó này lắm. Giống nãy giống vậy nó tôi đi tiểu em, cái bữa tôi về tôi tốt đó, tôi về đi trước khi mình ấy không được co mà sao nó bị giật co là sao xỉ. Nói chung là vậy nè, cái thuốc này cũng tùy theo liều, cũng như là nó có kích động đó, hồi mới cũng có ấy xử thuốc cho nó bớt kích động đó, tại cái liều nó hơi cao, cũng có người nó ngắm. Nói chung ở đây là bị hoài, cả người bệnh đi khám nữa. Mà cái đó nãy tôi mới xuống tôi xử thuốc tôi mới lên cấp cứu nè. Cổ chắc lại là ba cái thuốc ấy, ba cái từ thiện. Không, cái ba lô em đâu. Tôi nãy tôi mới ở đây tôi lên á, tôi cho nó ba lô em đâu. Xong rồi tôi lên. Chết mẹ. Thấy không? Thấy không? Tôi không? Hay quá hả? Ngồi đi, ngồi đi. Không biết rồi. Có nghĩa là đều không phải con thư kệ chị em chứ. Dạ. Có nước ấy không? Nước ấm ấm, nước lạnh. Chờ mới chứa đi coi đáy được không, đáy tính. Nào la dữ vậy. Đã rồi, nãy nó ấy ngắm thuốc. Đây nha. Rồi, nắm tay chị Loan đi. Nuốt được chưa? Ừ. Chắc nó chưa ăn được đâu ấy, để nó đi. Dạ. Cái áo xuống. Chị làm kéo xuống kìa. Góp chị à? Góp chị à? Thương Loan nhất nhà. Thương chị á, thương nhất nhà luôn hả? Biết rồi. Khỏi nói. Đỡ nói, đỡ mệt. Trường nước ấy chút xíu coi đá đừng mở tinh ra nó chịu khỏe chưa Dũng? Hả, nuốt được chưa? Nuốt được chưa? Nó canh được chứ hả? Sao cái lưỡi cứng quá, nó còn đơ là sao biết là sao đó? Cái thuốc này, cái thuốc đó.
lấy tay nó móc lưỡi rồi. Thôi được rồi. Chờ ấp ấp nước chút xíu đi. Tại vì thanh tiểu á, nó có cái nguy cơ mà nhiễm trùng tiểu nữa. Thành thử mình hạn chế làm cái thủ thuật đó. Khi nào mà giữ thì mình mới ấy. Nhờ giờ mình làm ra cái thao tác ấp nước cho đi tiểu này kia vậy đó. Ấp nước ấm á, cho nó ngồi đi. Nãy nó đến giờ nó có nước rồi. Nói gì vậy? Nói đàng hoàng, dẫn em về. Về hả? Dẫn em về hả? Mai khi cha xuống làm gì thì xí ghế cho em về. Chị ngại ngại chị hả? Dựng ngốc, chị ngại dựng ngốc. Này, này này hốc mắt sâu quá trời. Quá trời trời. Lưỡi bị sao em? Lưỡi bị sao mà móc hoài vậy? Ủa em nói cho anh Dũng nói hả? Để chị điểm xuống liền. Cái hốc mắt nha tám. Rồi lấy nhiều lên. Em tôi bắt đầu tấn chung em á. Tôi là người bắt cái đó nè. Tôi là người bắt đầu cái đó đó. Ừ, nhà em tôi nói chứ đâu. Và nói gì chị xuống đây giúp như lâu chưa? Đúng. Không có chị đảm là chung pháp đồ ăn chung chị cứ tỉnh hết. Thì chị chấp nhận em tin chung chị tỉnh mà chứ chị đâu nói tin làm gì. Chị nói em làm gì? Không nói làm gì, chị nói tin đó chứ đâu. Nó là trang sĩ đó. Mình là người đưa nó vô. Mà giờ nó là trang sĩ, nó là trang sĩ, nó có quyền thăm mình. Chị nói là để chị điện ha. Thôi không hả chị? Thôi cái này thôi đi bây giờ. Không để chị điện, để chị điện. Xin lỗi chị. Tên gì để em biết chị kêu thôi chị. Ví dụ trường hợp cái ông, cái gì cũng là cái gì. Để chị điện ha. Cái gì của hỏm em nghe. Thì tôi là người cháu, tôi là người đưa ngày xuống đây. Chú đó thì chú đó nói là người nhà là ba của Nguyễn Dũng á. Tôi đưa bệnh nhân vô đây có ký cam kết đàng hoàng, ký cam kết là ba của Dũng ký, không ai ký khác mà ba của Dũng hết. Nếu như mà vô đây mà có quay phim hay chụp hình gì đó thì chỉ có ba của Dũng được lãnh ra thôi, còn những người khác cũng liên đới như hết chứ không được lãnh ra. Ủa nãy chị phụ phát cơm tỉnh hả? Đúng rồi. Phát, ở đây đã chị thấy quay phim chụp hình không hề có gì. Để cái điện tra đó. Chị là có nãy có phụ tỉnh ha. Đúng phát rồi, phát em là em trực thuộc khu này mà. Thì trực thuộc khu này lúc mà chị thấy chị ra cái đốc của mấy em đi vào dinh dưỡng, em phải hỗ trợ dinh dưỡng nữa, em hỗ trợ dinh dưỡng nữa chứ phải em hỏi cái một mình nữa. Chị nói là chị có quyền thăm mình đấy, nó được nó nhỉ không mà. Thật sự là thấy nó xuống sức quá. Giống nó kêu nó không biết gì cả. Này nó thức nhiều ngày, từ bữa tới nay nó thức chắc cũng dụng 10 ngày, nó thức chắc 7 ngày rồi. Hốc mắt nó sâu quá sâu Dũng. Đúng rồi, em trả lời được không? Nè Dũng. Đúng rồi, là Dũng không? Còn biết anh Trường không? Đúng rồi. Biết không Dũng? Thấy Dũng không?
Thầy Dũng không? Dũng qua Hằng Nga. Dạ. Dạ, hay là có thằng cái đó là Dĩnh. Lên thằng cầm cái mưu đá cho đá luôn. Dạ. Đá luôn. Từ từ. Dạ. Không nghe. Cái đồ kêu ở nhà tôi điệu rơm vô. Dù được hai người đây cũng còn người mà ha, thấy mình nó lớn luôn mà điện không còn nói. Dạ. Thường thường đây được mấy người? Được có người. Dạ. Điều của bà cũng được cái này. Dạ. Ơi, con lại má má ơi. Ôi mình động em à. Cứ gà cũng gặp cái tiền, thì đâu gặp tiếng chửi luôn á. Tao. Mày nóng quá. Con vuốt tao lên gì? Con vuốt cái này làm gì? Rồi cái vuốt này là rắn. Lắm vuốt nhỏ, còn cái tay mình hơi đẹp. Thì gần đây nó có gì không? Hôm nay có bị không? Dạ không, cả ăn cơm bình thường. Chỉ có ngày hôm nay mới bị hả? Từ hồi ăn vô cũng bị. Từ lúc cũng bị. Rồi sau đó tôi vô tôi cái cơm đó thì hôm nó ngủ tôi gọi tôi về. Rồi nó kêu anh Thắng. Nãy có mua nó chai nước không? Dạ kêu. Điên dữ không? Dạ. Chưa có trò. Chưa có trò. Chỉ kêu ra. Bữa nay mấy chị em mình đi vô bệnh viện nấu cơm từ thiện ở trong bệnh viện Tâm Thành á, thì cũng thắc mắc tại vì lúc mà dọn ra không có thấy Dũng. Thì sau đó mấy chị em mình đi vòng qua cái chỗ mà thăm bệnh nhân này nè. Đây là cái chỗ là hôm bữa mà mình vô thăm mà bị cấm quay nè quý vị khán giả. Thì thấy Dũng bị xiềng ở giường á, thì cái bệnh trong kinh này mà xiềng vô thì nó bình thường phải không? Nhưng mà có một điều là nay thấy nó tệ quá. Tệ quá trời. Đúng không chị Loan? Hồi nãy vô thì kiểu như nó không có đái được. Không đái. Thì giờ bác sĩ đang xử lý trong đang cho nó tiểu. Đang cho nó tiểu. Nhưng mà như coi như cái lưỡi cứng. Chắc cũng không có đến nỗi phải thông tiểu đâu. Không rồi, đang thông. Nói chung bữa nay anh Việt nói chuyện nó cũng nhã nhặn, không có gì căng thẳng hết trơn. Hơi giữ chút. Hơi giữ chút. Giữ đang giúp chị Loan. Thì nói chung là tình hình bữa nay đúng như là cái clip trước anh chị có quay vậy. Cái miệng nó bị đớ. Miệng nó bị đớ rồi hai nữa là cái thấy nó ốm hơn trước nhiều quá. Thì tôi dẫn đi một vòng hồi nãy hồi nãy chị Loan tính sốt ruột quá, tính xuất viện nhưng mà chưa có được cái diễn giả. Chưa có được. Tại vì vậy rước về thì tối lỡ nó coi cho thi có gì đó thì sao. Nhưng mà nay phải đưa nó đi thôi, chuyển qua Bến Tre đi. Không, nếu mà đã đi rồi thì lên Sài Gòn. Chị nghe nè, cứ chị lên Sài Gòn. Đang ở bệnh viện Tâm Thành. Dũng, chị đang cho cơm dưới đây. Tối ngày điện thoại. Âm sừng. Đây, trước đi, ăn.
Rồi, hồi nãy thì chị Loan có điện thoại cho chú Mừng, tính là kêu chú lên để rước nó về, nhưng mà thấy vội vã quá. Giờ đang nó đang vậy đó, mà mình rước về thì lỡ tối mà có gì một cái là anh Mừng có đi xuống, nhưng mà việc khi ông Trường kêu điện lại đi là không cho anh đi được, có thôi rồi làm giấy đăng tờ cũng được đâu, thôi để ngày mai tính nha cả nhà. Thì quý khán giả có xem cái clip của anh Trường đăng lên này thì cũng đừng hoang mang. Đôi lúc thường nói chung là cái bác sĩ hồi nãy bác sĩ cũng có trao đổi rồi, thì cái chuyện mà lâu lâu nó co giật á, thì nó cũng bình thường, cũng bình thường chứ đối với lại các cái bệnh nhân có triệu chứng giống nó vậy đó. Nhà kiểu như mình chứng kiến nó ban đầu nó còn phơi phới vậy, mà tới lúc nó vô nó bị thì cũng sót ruột thịt chứ. Nãy vô thấy nó xiền, bị xiền thì thấy cũng sót quá. Nãy vô cái liền gì đó. Không có mở cửa tại vì không là tại anh quay phim chụp mình ra, tôi không mở cửa giảm căng giảm cái gì đâu, giờ mới bị gì á. Đây nè, đứng vô đó cái gì anh dạ, người ta lúc mà thông tiểu giờ làm là có một cái rào chắn che vậy luôn đó, thấy không nè, đó ở đâu cho mình quay đó, không che cho mình luôn. Nói chung là nó không cho mình giảm, nó dũng mấy này cho từ hồi hồi trước tới giờ Dũng có cái vụ đó, vụ mà bị giật giật vì sùi bọt mép không sĩ? Có, lâu lâu mới làm một lần. Dạ. Lâu lâu mới bị hả? Là cũng cứng lưỡi vậy luôn hả? Không cứng, rồi nó le lưỡi. Le lưỡi. Nó hả họng. Bao lâu thì nó bị lần? Lâu lâu. Khoảng tầm tháng bị lần không? Rồi. Hơn tháng bị lần. Nay tự nhiên cái vô đây bữa giờ bị lại thấy sợ quá. Chị em mình chưa quen cái hình ảnh này á. Thôi quý vị khán giả cũng yên tâm ha, có gì Trường với chị Loan với anh Việt còn ở đây á thì tụi Trường cũng tới thăm nó biết à. Chỉ có điều là có quay phim được hay không thôi, cái đó mới quan trọng thôi, chứ có gì Trường sẽ thông báo trên cái kênh để quý vị khán giả. Nhưng mà có nghĩa là chắc có lẽ mình tạm dừng cơm ở nơi đây cả nhà ơi. Bởi vì nói chung là rất là buồn. Buồn mình tốn hao cực khổ mình không buồn, nhưng mà mình thấy mấy anh chàng khùng đây, ảnh khôn hơn đại bàng. Ảnh biết là lạng lắp, ảnh biết là bác sĩ đi mà bác sĩ không có, khi mình không có thì ảnh nói là bác sĩ đi đâu không biết, cho uống bị giật, bị uống thuốc bị giật co, khi bác sĩ vô nó nãy giờ bác sĩ thực ở đây thì cho nên buồn. Cái công mình sức mình không tiếc, mà cái tiền tức mình là... sức thì của Mạnh Thường Quân gửi về Loan cho Loan cũng không buồn không tiếc, nhưng mà tiếc một cái người ta khùng mà khôn mình biết lạng lắp biết chưa. Tức là hồi nãy quý vị khán giả Trường thì chị Loan có vô sau khu Hùng Dũng á, thì ngồi ở đó khoảng tầm 30 phút, cái cửa mà thăm nuôi rồi đó, cái cửa trực á, gọi là cái buồng trực á, không có bác sĩ, không có y tá đó, không có điều dưỡng ở đó, thì tụi Trường ngồi đó chờ hoài khoảng tầm 30 phút hơn á. Mình nói 1 tiếng đồng hồ thì nó hơi quá, nhưng mà hơn 30 phút. Thì sau đó có một bác sĩ nào tới nhưng mà cũng không có chìa khóa để vô, trong lúc bị bệnh điện Loan điện, Trường điện, con điện lên cái buồng trực của ông đó. Thì mới cấp người xuống liền, nó để xuống liền, nó là tại sao cái buồng trực mà giờ không có bác sĩ nào mà chuẩn bị còng. Cái đầu cái cho người xuống kiếm thì ông nó minh bạch với mình, trước khi ông nó chưa xuống thì hai cái anh khùng kia là anh giữ phạm đó, anh giữ mấy anh khùng giữ á, thì anh nói là bác sĩ cho ông thuốc co giật nãy mấy tiếng hồ, cho nên giờ mới cho ông thuốc giả. Xong á thì nói là bác sĩ mấy người trực này ra mất tiêu không có đây. Xong rồi tới chừng một hồi nữa thì có người bệnh viện cấp người xuống, mình điện lên cấp trên, bệnh viện đưa người xuống thì anh nói là cổ đi vòng vòng đấy chứ cổ nãy giờ cổ đi đâu, thì có nghĩa người ta khùng mà còn biết lãng đất là còn khôn. Cho nên từ cái những mình dành hết sức lực, mình dành biết bao nhiêu cái tình thương dồn hết cho bệnh viện này, nhưng mà thật ra là ở đây mình thấy đều giả tạo, cho nên có lẽ chắc mình chuyển cho nơi khác thử coi như thế nào. Thấy buồn quá, buồn dữ lắm luôn cả nhà. Bữa đó là cái anh tưởng pha tưởng diện á, thì nó là để tìm cách cho quay, là khi ở khó diễn để tìm cách cho quay, muốn quay thì xuống nó xin, mà thật ra nó nói cấm luôn không cho quay, mà thì nào ba của hội Dũng xuống thì em gặp được, còn như tôi Tường Việt xuống là không được luôn, không cho gặp luôn, không mở cửa cho vô, giờ nay lấy màn che lại luôn, không gặp Dũng. Thất vọng quá, thất vọng. Thôi chào tạm biệt quý vị khán giả, bữa giờ một buổi hết cơm này đầy tâm sự buồn, nói chung là buồn. Thôi, xin chào tạm biệt.